Thưa quý khán giả, chiều nay 1 tháng 4, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp nghe Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành địa phương liên quan báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành đền thờ du hùng thành phố Cần Thơ liên quan đơn ca tài tử quốc gia lần thứ ba Cần Thơ 2022 và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 năm 2022 đồng chí Lê Quang Mạnh, Quỹ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, công tác tuyên truyền cho lễ khánh thành đền thờ vua hùng thành phố cần thơ và chuỗi sự kiện liên quan đền ca tài tử quốc gia lần thứ ba và lễ hội bánh dân gian nam bộ lần thứ chín đã được thực hiện trên các phương tiện thông tin truyền thông và cổ động trực quan đặc biệt đã trồng bổ sung cây xanh cũng như tiếp nhận vật phẩm của các tỉnh thành cung tiến bày trí khu vực trưng bày đền chính của đền thờ Vô hùng chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho khu vực diễn ra liên quan đơn ca tài tử quốc gia và lễ hội bánh dân gian nam bộ đồng thời đã lên danh sách khách mời và quy động lực lượng phục vụ các đoàn khách tham dự lễ khánh thành lễ khai mạc chuỗi sự kiện một cách chú đáo Đối với phần nội dung, đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh kịch bản phần nghi thức và chương trình nghệ thuật của lễ khánh thành đền thờ vua hùng sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 vào tối ngày 6 tháng 4 cũng như lễ khai mạc liên quan đền ca tài tử quốc gia và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ trực tiếp trên sóng VTV9 của đài truyền hình Việt Nam vào tối ngày 7 tháng 4, đồng thời được trực tiếp trên sóng đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành địa phương liên quan tiếp tục quan tâm các nhiệm vụ được giao, đặc biệt cần chuẩn bị tốt phương án phù hợp tình hình thời tiết, đảm bảo nội dung theo kế hoạch cho lễ Khánh thành đền thờ Vua Hùng cũng như khai mạc liên quan đến ca tài tử quốc gia và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ. Liên quan đến công tác lễ tân hậu cần, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị cần cập nhật lại một cách đầy đủ, sát nhất và phân công cụ thể việc đón tiếp khách mời một cách chu đáo nhằm thể hiện tinh thần hiếu khách của người Cần Thơ.